Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm qua thì mình có đi xem được cái suất chiếu sớm của bộ phim Mắt Biếc. Thì cũng là fan của chú Ánh và thế nên mình cũng rất là háo hức khi là được xem bộ phim này. Mặc dù đây là bộ phim của người bộ phim Việt nhưng mà được anh Victor Vũ làm đạo diễn, thế nên mình cũng đã thay đổi suy nghĩ về bộ phim Việt rất nhiều và thấy bộ phim rất là hay. Nếu mà được đánh giá tổng điểm ấy thì được 9 trên 10. Ok, về bối cảnh thì công nhận được phim của Victor Vũ được bối cảnh rất là đẹp và đầu tư kỹ lưỡng. Nếu bạn nào mà mê phong cách vintage của những năm thập niên 60 ấy, với những ngôi trường, con phố và những cái ngôi nhà đậm chất cổ, thì mọi thứ nó dễ thương lắm. Ngay từ những cái vật dụng như là bếp dầu này, nồi cơm này, cái giỏ này, hay là những cái bộ áo dài, rồi xe, mọi thứ nhìn dễ thương lắm, đẹp vô cùng. Bối cảnh mà thì cánh đồng lúa rồi ruộng cây ngô đồng rồi mọi thứ đều the best, rất là tuyệt vời. Về phần nhạc phim thì với mình, nhạc của Phan Mạnh Quỳnh thì chắc chắn là rất là hay và đặc biệt là rất là lạ. Các bài hát ở trong phim thì đều theo cái phong cách rất là mộc mạc, cũng như là nó mộc mạc lắm, nó giống như cái kiểu ngây thơ rồi những cái kiểu ngơ ngơ của anh Ngạn ấy. Đặc biệt nghe rất thấm, đặc biệt là cái nó rất hợp lắm, nhất là cái bài OTS chính là cái bài có tên là Người Nước Ngoài ấy. Thôi thôi, công nhận bài này hợp cực kỳ luôn với bài Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Được nhất là cái đoạn cảnh mà bắt đầu thằng Ngạ này viết lên cái cây từ mắt biếc ấy, hợp lắm. Nhạc cái từng cảnh cắt ra để cho bộ phim này ấy đấy. Thì công nhận rất tuyệt vời. Về nội dung thì đây là một bộ phim truyện dài dài và được dựng thành bộ phim ngắn trong 120 phút là điều rất là khó. Thế nên có một điều mà mình rất là nuối tiếc là cái cảm xúc của mình nó không được dồi dào cũng như là được mạnh giống như cái việc mà mình đã đọc truyện của chú Ánh. Các tình tiết của phim được đẩy đi khá là nhanh, nhất là cái phần tâm lý của Ngạn ấy thì nó rất là nhanh và đặc biệt là cả Trà Long nữa. Hai cái tâm lý này nó đẩy đi nhanh quá nên khiến cho cái việc mà mình cảm nhận nó chưa được có đậm lắm. Nếu mà nói thì chắc chỉ được diễn tả ở mức vừa phải thôi, cái cảm xúc này diễn tả mà không được đậm. Nếu mà bạn nào mà đọc qua truyện rồi thì chắc hẳn đến cái phần kết thì sẽ khá là thất vọng ấy, vì cái cảm xúc nó không được mạnh như thế. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng mà đây cũng là bộ phim rất là hay, các bạn nên ra rạp coi và rất hay, đáng xem và truyền tải đầy đủ cốt truyện. Ngoài ra thì mình về nói về dàn diễn viên thì khá là ok, từ nhân vật chính nhân vật phụ diễn khá là đạt và tròn vai, mặc dù cũng có một vài điểm sạn trong quá trình đấy, ví dụ như là Ngạn này. Ngạn đấy xây dựng với bối cảnh lúc đấy là đi xe giọt lệ 81 đèn tròn giọt lệ, đeo kính Gucci và đồng hồ Rolex nhưng mà áo không thay. Quanh năm mấy năm trời mình thấy một chiếc áo mặc hoài, rồi đến khi mà có người đến tặng áo mới thì vẫn chưa thay. Đấy là một cái điểm. Nhưng mà phải nói là dàn diễn viên này khá là ok, nhân vật Dũng đóng khá là đạt, mặc dù chỉ làm vai phụ trong phân cảnh đầu khi mà gì thôi, nhưng mà anh này đúng chất là lãng tử ngao du rồi phóng đãng, kiểu chơi bời đúng kiểu chất thành thị. Còn Ngạn thì ngơ 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 kiểu như thằng ngáo đá đấy, mà nói ngáo đá thì hơi quá, nhưng mà ngáo ngáo kiểu ngơ ngơ suốt ngày thơ thẩn với đàn. Nhưng mà có một điều là tình cảm của mình giữ bao nhiêu năm cũng chẳng nói ra để cho biết và cũng để ở mưu. Còn chị Hà Lan thì vốn dĩ đã hơi có chút thích thành phố rồi, thích sự nhộn nhịp cũng như là thích những cái gì đó mới mẻ. Trà Long diễn hay do cô bé như là Khánh Vân. Cô bé này trẻ tuổi nhưng mà diễn khá đạt, toát lên được cái vẻ nhí nhảnh cũng như hồn nhiên đó và thú vị. Nhất là cái cảnh mà bắt đầu hai người sáp rô và bắt đầu thể hiện tình cảm và khiến cho Ngạn bỏ đi đấy. Cô bé này diễn khá là tốt. Và đặc biệt có một câu khá là tâm đắc trong bộ phim, đó là cái lúc mà bà ngoại nói chuyện với con bé này và kể ra hai điều mà không thể bỏ lỡ được. Đó là hơi spoil xíu ha, nhưng mà các bạn nào thì đừng có coi đoạn này.
hai điều mà tiếc nuối nhất đó là chuyến xe bus cuối cùng để về nhà và không nói được cái việc mà người mình thương. Đó là cái câu mà bà nói lại khiến cho mình nhớ nhất trong bộ phim này. Đây là bộ phim tuyệt vời và cũng để trải nghiệm bộ phim tuyệt vời, các bạn nên ra sạp xem để ủng hộ ekip cũng như là bộ phim này cũng như là bác Ánh. Nào, xin chào, hẹn tạm biệt các bạn. Nếu như các bạn mà xem có cảm nhận gì, đồng ý với mình hoặc không đồng ý thì cũng comment ở phía dưới giúp mình nhé. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.